Cái gì?
Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Chị uống tạm đi nhá. Được, hắt. Cảm ơn em quý chị nhé. Em ở đây một mình à? Dạ vâng. Ở đây có chuộng không? Có chứ, nhiều lắm. Em bị mất cả đống gà rồi ấy. Phải đấy để lát nó chứ. Nó ác lắm. Thì sao phải thật là nguy hiểm để bắt được nó nhé. Dạ. Sao chị bị nó đuổi thế? Nó lẹn nó ngang chị ấy. Chân chị còn đau nhiều không? Đói. Đói nhiều. Chị còn sắp đi ngủ rồi nó lẹn vào. Chị thấy chó sủa nên nó chạy ra. À. Tối nay cho em cho chị nghỉ ở đây một đêm nhé. Chị sợ quá không đáng gì. À. Thế thì chị ngủ lên tầng kia ngủ nhé. Vâng. Em ngủ tầng dưới. Đây nhá. Em xuống tầng dưới. Thank you.
Yeah.